Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình à, Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản C, bản quốc tế của Tây Du viên G Của trò chơi Tây Du chứ à, Hôm nay thì theo yêu cầu của mọi người thì mình sẽ review cho các bạn một số cái skin à, Sau này sẽ mở như thế nào để cho các bạn có cái, uh, cái kế hoạch Chúng ta có cái kế hoạch chúng ta tích lũy tiền để chúng ta mua sắm cho cái đồ hình của chúng ta Hiện tại thì bản Việt Nam vừa cập nhật xong là ai? Thứ nhất là vừa cập nhật uh, Nata này. Rồi uh, cập nhật một số cái skin của những tướng mới. Ví dụ như uh, Khổng Tước đúng không nhỉ Đấy, rồi Hàng Nga này. Đấy, mình nhớ thì uh, đợt vừa rồi mới cập nhật Bạch Thử này đúng không? Đấy, thì uh, mình sẽ demo cho các bạn một chút nhé. Uh, mình sẽ để bản tiếng Trung. Ví dụ như Bạch Thử cho các bạn xem bản tiếng Trung thì sẽ... Uh, À, tiếng nói như thế nào Đấy, cái chất tiếng nó vẫn rất là tuyệt vời nha các bạn nói chung là à, viên à, chuyển về thì à, hầu như cũng giữ lại được một số cái chất liệu à, gốc so với bản trung về cái âm thanh cũng như cái kết cấu của nhân vật à, cho các bạn để mua về tôn ngộ không chẳng hạn Đấy mình trách cho các bạn như vậy à, Đối với giá tiền của bản Trung Quốc và bản Việt Nam thì nó sẽ tương đồng với nhau các mắt Nghĩa là cái giá tiền bằng thiên bảo ấy Còn mà quy ra Việt Nam đồng thì nó cũng không chênh nhau lắm đâu Ví dụ như ở Việt Nam bản hiện tại là mọi người đang tập trung vào Nata đúng không Nata ở Việt Nam thì đang giảm giảm 50% Không thì... 50 thì hiện tại Nata ở Việt Nam mua các bạn mua với giá là uh, tầm khoảng uh, 324 thiên bảo đúng không Đấy 324 thiên bảo các bạn nhân 2 lên thì nó sẽ ra khoảng uh, 650 tiền Việt Nam đồng Nata Cái giảm giá này thì thật ra nó uh, hầu như là mình chưa thấy nó quay lại Nghĩa là ngày xưa đã giảm giá uh, truyền thuyết ấy truyền thuyết là tôn ngộ không ngày xưa mình nhớ không nhầm mà giảm giá 30% đấy đợt này thì giảm giá 50% đối với nata thì à, mình nghĩ các bạn nên mua đi thật nếu mà các bạn nào mà có điều kiện mua thì à, hãy mua bởi vì bây giờ sau này mình không thấy giảm giá à, tôn ngộ không cũng hiện tại chưa thấy giảm giá lại à, cái của bạch Cột tinh nữa nếu mà các bạn nào mà sau này có ý định chơi nata thì các bạn nên mua đi nhé. Thì nói đến mua thì mình vẫn bán thể dinh kiệt khấu giá cực kỳ mềm cho các bạn nhé. Uh, OK, chúng ta sẽ đến với bản chi si. thứ nhất là uh, đây là quan năm các bạn nhé. Quan năm thì đây là quan năm sử thi thôi. Với việc sử thi thì chỉ thay đổi ngoại hình, hầu như là sẽ không thay đổi ở tiếng nói cũng như là cái hoạt ảnh đâu. <laughs> Phủ độ chúng sinh. Ok nhá mình sẽ qua thần tướng tiếp theo. Nói chung là qua năm nhìn cũng đẹp, à, eo thon, dáng đẹp. Đấy, thần tướng này rất đẹp. Ok, à, chúng ta sẽ đến một cái thần tướng gọi là trí tôn đi. Đấy, cái kiểu skin kiểu này thì hầu như là sẽ có voi riêng. Và sẽ có hoạt ảnh riêng các bạn nhé Giá tiền thì sẽ cũng tương đồng với giá tiền của Nata thôi Mình nghĩ là nếu mà ra skin này của bản VNG Thì chắc cũng sẽ giảm giá 50% cho những ngày đầu thôi Đẹp các bạn nhỉ Ủa, khuyên đi để mình cho bạn xem lại hình như là có đánh thường nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Thấy các bạn thấy chưa? Rất là đẹp nhé. Thánh thường thì hầu như giống cầm ba cái kiếm nó xuyên người ta. Đẹp các bạn. Có rồng nữa. Rồng bay các kiểu. Phải gọi là skin này đúng là đáng đồng tiền mặt cả. Mong rằng sau này viên di ra thì các bạn nào mà chơi thiên đế thấp tỉnh các kiểu thì các bạn lắp skin này vào thì rất là đẹp. <laughs> quan à, âm thất tỉnh thì cái này nó bình thường thôi nhưng mà ok chúng ta sẽ đến với đế thính đế thính thì cũng thuộc dạng trí tôn ấy cũng là thuộc dạng skin chỉ tôn nhưng hiện tại thì cũng như mình thấy nó không thay đổi quá là nhiều nó chỉ thay đổi cái bề ngoài thôi các bạn ạ hay là có thể là mình chưa có con tướng nào hay là khả năng trong quá trình làm. Ừ, mình cũng thấy khá bất ngờ Nata thì uh, skin chỉ tôn nhưng cũng đẹp nhưng riêng Đế tính hầu như vào trận thì không thay đổi gì các bạn nhé chỉ thay đổi cái ngoài hình thôi này, nói chung là ngoài hình thì nó sẽ hiểu uh, điều thuộc nữ hơn đúng không uh, nó sẽ không baby nữa ngày xưa thì uh, đây các bạn coi skin này nhé so với uh, cái bản gốc của Đế tính thì để tính sẽ lô ly hơn đây sẽ lô ly hơn một chút các bạn đúng không đấy nó sẽ nói chung ở đây là nhìn kiểu chưa trưởng thành bên kia thì nhìn sẽ eo thon dáng đẹp hơn <laughs> <laughs> Mật trên cái trò chơi nó cũng hiện là hình như là chưa có cái giá các bạn ạ đây mình check lại cho các bạn đấy nó báo là vẫn chưa có giá cái giá trị tiền mình nghĩ cái này sẽ free hay sao ấy các bạn nhé hoặc là từ một cái sự kiện gì đó các bạn có thể dịch đi nhưng mình cũng kém tiếng anh nhé à, tiếp theo nữa chúng ta sẽ đấy đây là khổng tước các bạn nhé khổng tước thì hầu như là chúng ta sẽ đã có skin rồi bởi vì uh, à... mình cho các bạn là khổng tướng cũng có một skin rồi này. ở uh, skin khổng tướng này ở Việt Nam đã ra rồi và hiện tại thì ra thêm một cái skin nữa thì khá là yêu ái đấy các bạn. đây chúng ta cũng xem cái skin này nhá. skin này thì cũng thuộc dạng trí tôn thôi. Ở uh, xử uh, thi thôi các bạn. skin sử thi thôi. <laughs> Nói chung là sử thi thì vào cũng không có thay đổi quá nhiều các bạn nhé. Sử thi đa số thì nó sẽ ở ngoài trang bình thường thôi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với skin của <laughs> Tiểu Bạch Long các bạn. Tiểu Bạch Long cực kỳ đẹp luôn các bạn thấy chưa. Mình rất thích cái skin này chắc chắn rồi. À, các bạn thánh thì hầu như ai cũng sẽ chơi tiểu bạch long và các bạn khá là thích đấy khổng tước thì có thể các bạn một số bạn không chơi nhưng uh, riêng mà tiểu bạch long thì bạn thánh hầu như là 99 phần trăm người ta sẽ chơi Tiểu lông duy hải Cũng đẹp nha các bạn nhé rất là hot boy luôn cái này mà biến thành cái skin chỉ tôn ấy thì nó rất là đẹp nha nếu mà skin này biến thành chỉ tôn thì chắc chắn là sẽ thay đổi hoạt ảnh uh, ngựa thay, thay đổi hoạt ảnh con, con ngựa này thì càng đẹp hơn nữa biến thành con rồng chẳng hạn cưỡi rồng có thay vì cưỡi ngựa hoặc là hóa thân thành rồng thay vì hóa thân thành ngựa mà thôi cho đúng với nguyên tắc ở Tây Du thì à, cho đúng nguyên tắc tây du chứ thì sẽ hóa thân lành ngựa bây chúng ta sẽ đến với hồ ly nhá hồ ly giống kiểu âm nhạc nhỉ hồ ly cũng là sử thi thôi ngọc diện hồ ly nhé các <laughs> Đấy, hồ ly nó chỉ vậy thôi nha các bạn mình cho nó ra một lần kỹ năng nữa đi đấy. ok tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với skin à uh, đây đây là mạnh bà uh, mang theo ở một con rơi cũng đẹp với các bạn nhé Đấy. Tiếp theo nữa mình sẽ cho các bạn xem skin của <laughs> Đây là ai các bạn thì Long Nguyệt Lão các bạn. đại <laughs> âm nhạc các bạn. Nói chung là làm bộ tóc quả bù tóc cháy các bạn. Ủa, để mới nhớ Nguyệt Lãng có một con pet đi kèm theo các bạn kìa. còn con chim đấy các bạn, chim một mắt. Vẫn là kết nối tơ hồng các bạn. Đấy, rất là đẹp luôn Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với ai đây Còn đâu nhỉ à, Mình cho các bạn xem Nata chưa nhỉ Mạnh bà rồi Mình check dưới này nè Dưới này chắc là Việt Nam chúng ta có rồi Để cho các bạn demo Nata ở bên này Giọng nói như thế nào Xói. hiện tại mà để nói thì skin đẹp nhất thì bây giờ chỉ có skin Nata và sau này thì sẽ có skin của Thiên Đế thôi các bạn hai cái skin đẹp nhất. Đấy, các bạn gắng uh, chuẩn bị tinh thần mà uh, một chút tài chính mà để nạp nhé. Ok chúng ta sẽ đến một cái chuyên mục tiếp theo là vấn đề sự các bạn cũng biết đây, đây là một cái sự kiện tầm bảo viên chi. Và cái sự kiện này thì ở bản quốc tế thì đã có sự thay đổi về vấn đề đổi quả các bạn thấy nhé. Vẫn là đổi mỗi loại, ba xu mỗi loại thì ra một cái viên đỏ này. Rồi từ một cái viên đỏ này chúng ta sẽ đổi được. Thì bây giờ thì các bạn có thể thấy này. Thứ nhất là quà lựa chọn đầu tiên thì bây giờ thêm một cái số lót. Có thể lựa chọn một trong hai nha các bạn đặc tùy đặc quý này cũng như là vô tự thiên thư này đấy tiếp theo nữa bên này thì tiếp theo cái này thì sẽ là ấy sở từ và kinh thi đấy, rương chọn sở từ rương chọn kinh thi cái này khá là bèo và cái ngon mà chúng ta cần quan tâm chính là cái này <laughs> chính là cái rương tự chọn thần thông kép các bạn thấy chưa ấy ngon nha các bạn nha Vậy là chúng ta phải có kế hoạch tích một chút xu rồi. Cái này thì giới hạn đổi là hai Và nên cái này thì giới hạn đổi là hai Và không biết là khi nào VNG có cập nhật và VNG có cập nhật không. Đó là một câu chuyện nữa. Rất <laughs> là ngon. Các bạn thấy này hiện tại thì ở Việt Nam đang có một này, hai này. Đúng không? hai cái này. Có cái nào nữa nhỉ? VNG hình như cập nhật những cái nào hay cái Thêm một cái này nữa Kim Hoàng Quán Nhật nữa Đúng không Đấy Một hai ba Thì sau này sẽ cập nhật thêm này Thứ nhất là à, Cái Mai Khai Nhị Độ này Đúng không Cái này là sẽ cái Mai Khai Nhị Độ Kèm với cái Hà Quang Đúng không Đấy Mình cũng không nhớ nhé Cái này thì à, Một cái à, Tăng đam giảm tiếp này Một cái giảm đam giảm tiếp này Đúng không Đấy Mình nhớ không nhầm Cái này thì Liên Kích của Thánh này Cái này thì à, Tăng chặt Thương này Đấy, cái này thì sẽ tăng sát thương nhé. Rồi, cái này thì giảm sát thương này. Ok, có những cái như thế. 1, 2, 3, 4, 6 và 8 cái các bạn nhé. Cái này thì dành cho yêu và đồ 8 cái. Để bình thường thì uh, mọi người sẽ sử dụng tối thiểu là 7 cái ở trong 8 cái này. Đúng uh, không? 8 cái thần thông ghép. Thì ta số là mọi người phải sử dụng 7 cái đấy. đấy. Còn cái thứ 8 này thì tùy phe nhé. Đấy, demo cho các bạn còn cái này thì mình không rõ là cái gì đấy. tiếp theo nữa thì có đổi pháp bảo tướng kim đấy các bạn nhé mình nghĩ thì chắc là chúng ta sẽ chơi những cuộc cuộc chơi này thôi các bạn nhé vậy là chúng ta cần phải hai xu này ok video của mình đến đây cũng kết thúc rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình à, các bạn thấy hay bổ ích thì cho mình xin một like một đăng ký với à, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại